Chùa có tên chữ là Quảng Nghiêm Tự, tọa lạc trên một đồi thông rộng cổ thụ thuộc xã Tiên Phương, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Chăm gian được lập từ đời Lý Cao Tông, niên hiệu Trịnh Phù thứ 10, tức năm 1185, cuối thế kỷ thứ 12. Vào đời Trần, có Hòa Thượng Bình An, quê ở Bối Khê lên tu ở đây, nên được người đời gọi là Đức Thánh Bối. Các thế hệ tiếp nối phần đông là các nữ tu hành. Thật là trên chùa là thế này à? Chùa được gọi trăm gian vì có 100 gian thật theo cách tính 4 cột làm một gian của người Việt cổ. Trong chùa còn lưu giữ được nhiều di vật, đồ tế và tượng quý. Chùa Trăm Gian là ngôi chùa đẹp không những về mặt kiến trúc, điêu khắc mà còn độc đáo ở thế chùa. Ở cảnh quan thiên nhiên nên ca dao đã có câu: đỉnh so, quán giá, chùa thầy, đẹp thì đẹp thật, chưa tày Trăm Gian. Các chuông tám mái ở sân chùa được dựng vào năm Quý Dậu niên hiệu Chính Hòa, đời Lê Hy Tông 1693, là một công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao. Từ Trăm Gian nhằm hướng đông nam, ta băng qua khu khai thác đá vôi, đi sâu vào trong đoạn đường cụt thì có tới được chùa Trần. Chùa thuộc xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông, được cất ngay chân núi. Trên vách núi còn có các bảo tháp, ở sâu trong hang còn có nhiều tượng Phật bằng đá nữa. Xưa chùa ở xa khu dân cư, trên núi đá có nhiều hoa quả nên có nhiều bầy khỉ sống tự nhiên, đã tô điểm cho cảnh chùa nên thơ, nhưng nay cảnh đó còn đâu.